Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Bethany. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái bí quyết mà làm thế nào để cho cái nước mình nó nuôi cá nó trong hơn. Thì mình nuôi bé màu, thì các bạn biết đây là bé màu là cái loại mà nó rất ít muốn thay nước. Nó chỉ thích cái loại dòng cái loại nước cũ thôi, còn nước mới thì nó sẽ rất là kỵ và nó sẽ dễ gây bệnh hoặc stress cá. Thì đây là cái loại thân tổ ong. Thân tổ ong thì cái loại này thì nó đã qua sử dụng rồi. Và đó nó qua sử dụng rồi thì người ta sử dụng xong rồi thì người ta có thể sẽ bỏ, sẽ không có dùng thêm nữa. Thì mình sẽ xin những cái loại đó. Nói chung là người ta bỏ cũng rất là nhiều, tại vì đốt xong rồi chẳng có gì cả. Thì cái loại sử dụng rồi nha. Còn nếu cái loại mà chưa sử dụng là các bạn không có được, không có nên làm những không có bỏ vào hồ cá được đâu, chết cá đó. Thì trong sân tổ ong này nó sẽ có những cái lỗ li ti như thế này nè, khá nhiều lỗ li ti, và nó than tổ ong thật chắc là nó làm từ than đá, than và bùn. Khi mà đốt xong rồi thì nó sẽ mất hết chất và nó còn thô sơ như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng làm để trong nước, thì trong than tổ ong nó sẽ tạo giúp cho vi sinh phát triển, và nó chính là cái nơi trú ngụ để vi sinh phát triển và sinh sản ra nhiều, làm cho hồ nước mình khi mà cá mà nó phân thải ra đó, hay là các chất dịch cá, thì nó các loại vi sinh nó sẽ làm cho nước nó trong, và những cái loại phân của cá nó sẽ phân hủy hết. Phân cá chính là nguyên nhân mà nó làm cho nước đục, và thức ăn, những loại thức ăn mà thừa thải thì nó cũng sẽ các loại vi sinh có những loại vi sinh tốt đó, nó sẽ làm cho phân nó phân hủy, không ảnh hưởng đến cá nhiều. Vì trước khi mà các bạn lấy về thì cũng phải ngâm một tuần, hai tuần hoặc ba tuần, thậm chí là ba tuần nếu mà các bạn cảm thấy nó dơ hoặc là nó chưa có tốt lắm. Mình ngâm thì mình ngâm cũng ba tuần rồi. Thì sau khi ngâm thì chúng ta sẽ rửa sạch và sẽ được những cái than rong như thế này. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái hồ này. Các bạn cũng có thể đập nát ra và bỏ vào hồ cũng được, còn mình thì mình thích nó, mình không có thích đập ra, mình để như thế này thì có gì mình thay nước thì có thể là mình lấy ra cho nó dễ dàng hơn. Còn đối với những cái thùng bút nhỏ thì mình có thể đập ra và bỏ những cái viên sỏi nhỏ như thế này. Những loại sứ này, đây là sứ lỗ. Thì sứ này cũng là nơi trú ẩn cho vi sinh phát triển rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể bỏ một số rong rêu vào cho nó phát triển, nhất là các loại rong nuôi tròn đó, nó sẽ làm cho nước trong hơn.
À, mình xin nhắc lại là cái thân tổ ong này là người ta đã đun rồi. Nếu các bạn mà mua cái loại thân tổ ong mà mới sử dụng thì không có được nha, làm chết cá đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn.